Tiêm chưa? Bạn đã bị tiêm rồi đấy. Thế tại sao em lại bị tiêm nhỉ? À, bởi vì bạn ấy bị ho. Chúng ta hãy cùng quan sát lại ký hiệu ho nhé. Ký hiệu ho chúng ta đã được học rồi đấy. Chúng ta hãy cùng quan sát một bạn nữ trong lớp nhé. Hình như là bạn ấy đang bị mệt đấy các em ạ. Bạn bị làm sao vậy nhỉ? À, bạn ấy bị ho đấy. Bạn ấy nói là bạn ấy bị ho. Thế bạn ấy đã uống thuốc chưa nhỉ? À, bạn ấy nói là bạn ấy đã uống thuốc rồi. Bạn ấy đã uống thuốc rồi đấy. Còn ai bị mệt nữa không nhỉ? Bạn đang bị làm sao vậy nhỉ? Bạn ấy nói là bạn bị cảm cúm. Bạn ấy bị cảm cúm đấy. Chúng ta đang quan sát lại ký hiệu cảm cúm. Thế em đã đi tiêm chưa? Bạn ấy nói là bạn đã đi tiêm rồi. Bạn ấy nói là bạn ấy đã đi tiêm rồi. Khi chúng ta bị ốm, bị mệt thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Có bạn nào biết không? À, khi chúng ta bị ốm, bị mệt chúng ta phải uống thuốc đấy các em ạ. Đây là ký hiệu uống thuốc. Thế khi chúng ta bị ốm, bị mệt chúng ta còn phải làm gì nữa? À, chúng ta phải uống thuốc này. Các em cùng học lại ký hiệu uống thuốc nhé. Khi bị ốm, bị mệt chúng ta phải làm gì nhỉ? À, chúng ta phải uống thuốc này. Chúng ta phải uống thuốc đấy. À, chúng ta phải đi khám này. Chúng ta còn phải đi khám nữa đúng không? Các em cùng quan sát lại ký hiệu đi khám nhé. À, chúng ta còn phải đến bệnh viện nữa. Các em nhớ khi bị ốm, bị mệt chúng ta phải đến bệnh viện nhé. Chúng ta hãy cùng xem một bạn khác. Khi bạn bị ốm, bị mệt bạn sẽ làm gì nhé? À, bạn sẽ uống thuốc này. Các em cùng quan sát lại ký hiệu uống thuốc nhé. À, bạn ấy nói là còn phải tiêm. Đúng rồi, chúng ta phải tiêm để cho nhanh khỏi đúng không nào? Đây là ký hiệu tiêm. Hôm nay các em đã hoàn thành bài ôn tập rất tốt rồi. Giờ học của chúng ta đến đây là tạm dừng. Tạm biệt các em. Chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình được thực hiện dưới sự phối hợp của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội. Đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình. Đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là cô giáo Ngô Thị Kim Oanh và các em học sinh trường phổ thông cơ sở xã Đàn. Xin được gửi tới quý vị và các bạn bài học số 36 trong chủ đề giao thông. Chào tất cả các em. Hôm nay cô cùng các em sẽ học các ký hiệu mới bài số 36 trong chủ đề giao thông. Các em cùng quan sát bức tranh này nhé. Đây là gì nhỉ?
Đúng rồi, đây là ô tô. Chúng ta cùng học ký hiệu ô tô nhé. Hai tay để chữ cái ngón tay A, lòng bàn tay hướng vào nhau, đặt song song trước ngực. Sau đó di chuyển hai tay đồng thời xoay nửa vòng tròn theo chiều ngực nhau. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu ô tô nhé. Đây là ký hiệu ô tô đấy. Bạn đang thực hành ký hiệu ô tô đấy các em ạ. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu ô tô nhé. Bức tranh này thể hiện điều gì? Đây là xe gì nhỉ? Đúng rồi, đây là xe buýt. Chúng ta cùng học ký hiệu xe buýt nhé. Hai tay khum đặt ngang tay phải, tay trái ở trên, tay phải ở dưới. Lòng bàn tay hướng xuống dưới, sau đó di chuyển tay phải về phía trước. Bạn đang thực hành ký hiệu xe buýt đấy. Đây là ký hiệu xe buýt đấy các em ạ. Bạn làm ký hiệu xe buýt đúng rồi. Đây là ký hiệu xe buýt đấy các em ạ. Bạn đang thực hành ký hiệu xe buýt đấy. Đây là ký hiệu xe buýt nhé. Các em hãy cùng quan sát bức tranh này. Đây là xe gì nhỉ? Đúng rồi, đây là xe taxi. Chúng ta cùng học ký hiệu taxi nhé. Tay trái để chữ cái ngón tay bờ, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Tay phải để chữ cái ngón tay U, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt lên mu bàn tay trái. Đây là ký hiệu taxi đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu taxi nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu taxi đấy các em ạ. Các em hãy chú ý tay phải của chúng ta để chữ cái ngón tay U nhé. Các em hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu xe taxi. Bạn làm ký hiệu xe taxi đúng rồi đấy. Bức tranh này thể hiện điều gì? Đây là xe gì nhỉ? Đúng rồi, đây là xe máy. Chúng ta cùng học ký hiệu xe máy nhé. Hai tay để chữ cái ngón tay A, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt song song trước ngực, xoay cổ tay phải nửa vòng tròn hai lần. Các em cùng thực hành ký hiệu xe máy nhé. Bạn đang làm ký hiệu xe máy đấy. Bạn làm ký hiệu xe máy đúng rồi. Đây là ký hiệu xe máy đấy. Bạn làm ký hiệu xe máy đúng rồi đấy các em ạ.
Các em cùng quan sát bức tranh này. Đây là xe gì nhỉ? Đúng rồi, đây là xe đạp. Chúng ta cùng học ký hiệu xe đạp nhé. Hai tay để chữ cái ngón tay A, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt trước ngực, tay phải cao hơn, tay trái thấp hơn. Di chuyển đồng thời hai tay thành một vòng tròn, nhưng lệch nhau. Chúng ta cùng thực hành ký hiệu xe đạp nhé. Bạn đang làm ký hiệu xe đạp đấy. Bạn làm ký hiệu xe đạp đúng rồi. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu xe đạp nhé. Đây là ký hiệu xe đạp đấy các em ạ. Mẹ cùng quan sát bức tranh này. Đây là xe gì nhỉ? Đúng rồi, đây là xe xích lô. Chúng ta cùng học ký hiệu xe xích lô nhé. Tay trái hơi khum, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay hướng ra ngoài, tay phải duỗi thẳng, khép kín, lòng bàn tay hướng sang trái, đầu các ngón tay đặt vào cổ tay trái, sau đó di chuyển đồng thời hai tay về phía trước. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu xe xích lô nhé. Đây là ký hiệu xe xích lô đấy. Bạn làm ký hiệu xe xích lô đúng rồi. Đây là ký hiệu xe xích lô đấy các em ạ. Bạn đang làm ký hiệu xe xích lô đấy. Bây giờ chúng ta cùng thực hành các ký hiệu vừa học nhé. Hãy tìm cho cô bức tranh xe buýt đâu. Ký hiệu xe buýt như thế nào nhỉ? Bạn làm ký hiệu xe buýt đúng rồi đấy. Đây là ký hiệu xe buýt đấy các em ạ. Thế xe taxi đâu nhỉ? Bạn làm ký hiệu xe taxi đúng rồi. Đây là ký hiệu xe taxi đấy các em ạ. Thế con bức tranh xe máy đâu? Đúng rồi. Ký hiệu xe máy như thế nào nhỉ? Bạn làm ký hiệu xe máy đúng rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng ôn tập các ký hiệu vừa học nữa nhé. Cô mời hai bạn lên bảng. Chúng ta cùng hỏi đáp về các loại xe nhé. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời nhé. Đố bạn biết đây là xe gì? Đây là xe gì nhỉ? Đây là xe ô tô. Đây là xe ô tô đấy. Các em hãy cùng xem cô có xe gì nữa nhé. Đố bạn biết đây là xe gì? Đây là xe gì nhỉ? Đây là xe đạp đấy. Đúng rồi, đây là xe đạp. Cô còn có xe gì nữa đây? Đây là xe gì nhỉ? Đố bạn biết đây là xe gì? Đây là xe xích lô. Đây là xe xích lô đấy. Đúng rồi, các em về làm ký hiệu tốt lắm. Các em hãy cùng quan sát xem cô có bức tranh gì đây. Đây là phương tiện gì nhỉ? Đúng rồi, đây là máy bay.
Chúng ta cùng học ký hiệu máy bay nhé. Ngón cái, ngón trỏ và ngón út tay phải duỗi thẳng, hai ngón còn lại nắm lại, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt ngang vai phải, sau đó di chuyển tay phải hơi chếch và lên phía trước. Các em cùng thực hành ký hiệu máy bay nhé. Bạn đang làm ký hiệu máy bay đấy. Bạn làm ký hiệu máy bay đúng rồi. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu máy bay nhé. Đây là ký hiệu máy bay đấy các em ạ. Bức tranh này thể hiện điều gì nhỉ? Đây là phương tiện gì? Đúng rồi, đây là tàu hỏa. Chúng ta cùng học ký hiệu tàu hỏa nhé. Hai tay duỗi, lòng bàn tay hướng vào nhau, đặt trước ngực. Sau đó chuyển động tay phải theo đường vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ hai lần. Các em cùng thực hành ký hiệu tàu hỏa nhé. Bạn đang làm ký hiệu tàu hỏa đấy. Bạn làm ký hiệu tàu hỏa đúng rồi. Đây là ký hiệu tàu hỏa đấy các em ạ. Bạn làm ký hiệu tàu hỏa đúng rồi. Các em hãy cùng quan sát bức tranh này. Đây là loại phương tiện gì nhỉ? Đúng rồi, đây là thuyền buồm đấy. Chúng ta cùng học ký hiệu thuyền buồm. Tay trái hơi khung, lòng bàn tay hướng lên trên, tay phải để chữ cái ngón tay bờ, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt vuông góc với bàn tay phải. Sau đó di chuyển đồng thời hai tay về phía trước, hai lần. Chúng ta cùng thực hành ký hiệu thuyền buồm nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu thuyền buồm đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu thuyền buồm nhé. Em hãy cùng quan sát bức tranh tiếp theo. Đây là phương tiện gì nhỉ? Đúng rồi, đây là tàu thủy. Chúng ta cùng học ký hiệu tàu thủy nhé. Hai tay hơi khung, đặt sát nhau, lòng bàn tay chếch lên trên, di chuyển đồng thời hai tay về phía trước, hai lần. Các em cùng thực hành ký hiệu tàu thủy nhé. Bạn đang làm ký hiệu tàu thủy đấy các em ạ. Đây là ký hiệu tàu thủy đấy. Bạn đang thực hành ký hiệu tàu thủy đấy các em ạ. Đây là ký hiệu tàu thủy.
bức tranh này thể hiện điều gì nhỉ? Đây là loại phương tiện gì? Đúng rồi, đây là phà. Chúng ta cùng đọc ký hiệu phà nhé. Hai tay hơi khung đặt sát nhau, lòng bàn tay chếch lên trên. Sau đó lật tay phải ngửa sang phải, lòng bàn tay hướng lên trên. Đây là ký hiệu phà đấy các em ạ. Các em cùng thực hành ký hiệu phà nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu phà đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu phà nhé. Em hãy chú ý tay của chúng ta không chuyển động về phía trước. Bạn đang thực hành ký hiệu phà đấy các em ạ. Cô đố các em, tất cả các loại xe và phương tiện chúng ta vừa học gọi là gì nhỉ?